bạn đang theo dõi chương trình podcast của YogaVie được phát sóng hàng tuần vào 21 giờ thứ sáu trên các kênh Anchor, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, Breaker, vân vân. Rất mong rằng tụi mình sẽ gửi được những thông điệp tích cực về cuộc sống và yoga cho các bạn thính giả của YogaVie. Chào các bạn, lại là mình, Trang đây. Mình quay trở lại sau một thời gian khá lâu không cho ra podcast rồi. Thực ra thì cũng không có lý do gì có thể biện minh cho việc vòng vóng của mình, ngoài trừ việc là mình hơi bị ì một tí. Tuy nhiên thì cái việc ra podcast này là một điều gì đó khá là thú vị trong cái quá trình học tập của mình, và cũng là một cách tốt để mình ôn lại cái kiến thức mà mình đã học và chia sẻ lại những cái kiến thức đó cho những bạn mà có cùng niềm đam mê giống như mình. Cho nên là nó có ý nghĩa rất là quan trọng đối với mình. Và mình không muốn mất những cái điều ý nghĩa đó. Cho nên là chắc chắn là mình sẽ tiếp tục ra podcast đều đặn hơn. Mình sẽ cố gắng. Các bạn hãy tin ở mình để mình cũng tin ở mình nha. Ok. Ngày hôm nay thì mình đang có một cái sự thôi thúc muốn kể cho các bạn một câu chuyện. Hồi mà mình mới bắt đầu học yoga, mình mới tiếp cận một cái lĩnh vực mới mà mình chưa bao giờ mình tiếp cận, thì có quá nhiều thứ để mà mình học hỏi, để mà mình tìm kiếm, và mình hơi hoang mang về cái việc là mình nên bắt đầu từ đâu. Tại vì tất cả đều mới mẻ hết. Thì cái việc mà mình làm lúc đó chính là cứ gặp ai mà kiểu lâu năm tập yoga là mình sẽ hỏi là chị luyện tập cái gì hàng ngày, anh chị làm như thế nào, đọc sách gì, kiểu vậy. Thì có một chị, khi mà mình hỏi thì chị nói là thực ra thì ngoại trừ chuyện là luyện tập ra thì cũng có ngày chị không luyện tập, chị không tập asana, các tư thế, mà chị đấy chỉ tập thở thôi. Thì lúc đấy mình theo cách hiểu của mình hồi đấy nhá, thì mình nghe từ chữ chỉ của chị đấy thì mình nghĩ là chỉ nó chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng mà về sau này khi hiểu hơn về yoga, mình mới biết rằng cái việc tập thở đấy nó cũng rất là quan trọng. Thậm chí nó còn đóng vai trò rất lớn trong cuộc sống của chúng ta hơn là những gì mà mình tưởng tượng đấy. Tại vì sao thì ok, trong podcast ngày hôm nay mình sẽ cố gắng giải thích và phân tích để chúng ta có thể hiểu hơn về việc hít thở và tầm quan trọng của nó đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta nha. Không còn việc gì phải bàn cãi về tầm quan trọng của việc thở nữa. Thở này, ăn này, uống này là những cái nhu cầu bắt buộc của cơ thể con người. Và trong cả ba cái nhu cầu đó thì mình cho rằng thở chính là nhu cầu quan trọng nhất. Tại vì sao? Chúng ta có thể nhịn khát tối đa là 7 ngày, chúng ta có thể nhịn đói tối đa là khoảng 70 ngày, trừ những trường hợp đặc biệt thì cái con số này nó sẽ nhiều hơn nha. Tuy nhiên thì đấy là những trường hợp đặc biệt, trường hợp cá biệt và xưa nay rất là hiếm. Còn lại thì những con số mà mình vừa nói trên là những con số chung. Vậy thì chúng ta có thể nhịn thở tối đa được bao nhiêu? 7 phút các bạn ạ. Chỉ 7 phút thôi. Đó, cho nên là mình nhìn vào những cái con số đấy thì mình có thể thấy rằng là cái việc thở ấy rất là quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta, để duy trì cái sự sống của chúng ta. Việc hít thở tác động lên đến mọi hành động, cảm xúc của chúng ta. Các bạn hãy để ý mà xem, khi mà chúng ta sợ hãi thì chúng ta hít vào đúng không? Giống như là khi mà bị giật mình này thì đương nhiên là mình sẽ bị hít vào rồi. Rồi khi mà chúng ta được cảm thấy được yêu thương, ví dụ như có ai tỏ tình cho bạn hoặc là bạn nói được cái lời trong lòng của mình ra ấy, thì các bạn thở ra, các bạn cảm thấy yên bình. Mặt khác, ở trong một số trường hợp thì hít vào là biểu hiện của sự hứng thú, thở ra là biểu hiện của cảm giác yên bình. Vậy đây các bạn,
Hơi thở tác động đến mọi cảm xúc của chúng ta. Và đối với bộ môn yoga, chúng ta luyện tập, chúng ta học hỏi về sự thống nhất. Oneness, unity là sự hợp nhất. Sự thống nhất của cả tâm hồn này, cơ thể vật lý cũng như là cảm xúc của chúng ta. Cho nên là cái việc mà có những cái bài tập thở chắc chắn là không nằm ngoài khuôn khổ của quá trình luyện tập rồi. Và đúng như vậy, ở trong yoga thì có một bộ môn là pranayama, là những cái phương pháp giúp chúng ta luyện thở. Và Trang sẽ giải thích một chút xíu kỹ hơn ở trong phần tiếp theo. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích kỹ hơn về cái tác dụng của hơi thở trong quá trình mà chúng ta luyện tập các tư thế yoga nha. Việc luyện tập thở, hít thở sâu khi mà thực hành các tư thế yoga thực ra có thể giúp cho các bạn tránh được những cái chấn thương không đáng có. Việc hít thở sâu sẽ giúp chúng ta trải nghiệm sự hiện diện của chính bản thân của chúng ta khi đang luyện tập. Các chuỗi tư thế liên tiếp nhau này được phối hợp nhịp nhàng cùng với cái hoạt động thở của chúng ta, làm kích thích sự biến đổi trong cơ thể và tâm trí, giúp thanh lọc và làm sạch những cái sự sao nhãng của chúng ta để bản chất của chúng ta được tỏa sáng. Ở trong yoga có một thuật ngữ tên là prana. Prana có nghĩa là năng lượng sống. Nó cũng tương tự như là chi ở trong bộ môn khí công vậy. Người xưa họ đã phát hiện ra một cái dạng năng lượng sống ở trong mọi cơ thể sống, và họ đặt tên khác nhau. Ví dụ như là ở trong yoga thì gọi là prana, còn ở trong khí công thì gọi là chi. Mọi người phát hiện ra những cái năng lượng đấy và họ có cách giải thích riêng của họ về khái niệm trừu tượng vô hình, và họ đã cố gắng phát triển những cái nền tảng triết học để xác định được rằng nó trong trí tưởng tượng của con người là gì. Về prana thì nó được gọi là năng lượng sống và nó được cho là chảy khắp cơ thể theo các dòng hoặc tuần hoàn khác nhau. Các dòng tuần hoàn này thì được gọi là vayu, có 5 luồng chính và 5 luồng phụ khác nhau. Prana, sinh lực, năng lượng vũ trụ, ki hay là chi. Đấy là tất cả những cái tên mà chúng ta có thể gọi nó. Nó tràn ngập trong mọi thứ. Và một cách khoa học thì mọi vật chất ở trên trái đất này đều được cấu tạo bởi năng lượng dao động ở các tần số khác nhau. Có mẫu số chung trong năng lượng đó có thể được mô tả là prana. Prana thì khi nhắc đến nó, chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa của bức tranh lớn đó chính là năng lượng vũ trụ, bao gồm toàn thể năng lượng xung quanh ta và bao gồm cả ta nữa. Còn bức tranh nhỏ hơn là vật thể sống, có thể là con người, có thể hòn đá, có thể là bông hoa. Rất là thú vị khi mà trong Kinh Thánh có một đoạn miêu tả như thế này. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người từ bụi đất và thổi hơi thở sự sống vào lỗ mũi, và con người trở thành một sinh vật. Cảm giác giống như là năng lượng vũ trụ to lớn kia đã chia sẻ một phần sự sống của mình cho những vật thể sống nhỏ hơn. Và bằng cách đó chúng ta được sinh ra và tồn tại. Trong cuốn Life on Yoga của tác giả P.K.S. Iyengar thì phần chú thích thuật ngữ yoga đã mô tả prana là hơi thở, hô hấp, cuộc sống, sức sống, là gió, là năng lượng, là sức mạnh. Nó còn bao hàm cả tâm hồn nữa. Vì vậy, có một sự liên kết, sự liên hệ giữa hơi thở, không khí và prana. Pranayama ở trong yoga là hành động mà có thể giúp chúng ta điều khiển dòng chảy của prana thông qua việc sử dụng các bài tập thở. Năng lượng sống được cho là phân chia và luân chuyển trong cơ thể con người bởi 5 ngọn gió, hay còn gọi là vayu. 5 ngọn gió luân chuyển prana
ở trong cơ thể của chúng ta được chia ra bởi chức năng và các hướng mà nó luân chuyển. Và tiếp theo đây thì mình sẽ xin phép đọc sơ qua về chức năng của từng ngọn gió nhá. Mình phát âm tiếng Sanskrit nó vẫn chưa được thuận miệng ấy, thế nên là cho phép mình gọi Vayu là ngọn gió đi, cho nó thân thuộc và dễ hiểu hơn ha. Đầu tiên là Pranavayu, nó nằm ở phần đầu của chúng ta và ở chính giữa con mắt thứ ba. Đây được coi là luồng gió chuyển động vào trong bởi vì nó chi phối tất cả các hoạt động tiếp nhận, bao gồm là hít thở, kích thích các giác quan và nhận biết tinh thần. Chính cái năng lượng này cũng sẽ lan tỏa ra khắp vùng ngực và nó cũng chính là nền tảng để nuôi dưỡng những ngọn gió khác trong cơ thể của chúng ta. Ngọn gió tiếp theo, Apanavayu. Ngọn gió này di chuyển xuống ở vùng xương chậu với năng lượng lan tỏa khắp vùng bụng dưới. Và năng lượng này thì sẽ nuôi dưỡng cho các cơ quan sinh sản, tiêu hóa và đào thải của chúng ta. Ngọn gió tiếp theo là ngọn gió Vijnana Vayu nằm trong tim và phổi. Ngọn gió này di chuyển ra ngoài sẽ di chuyển theo hướng ly tâm đến vùng ngoại vi của cơ thể và điều khiển sự tuần hoàn. Tiếp theo là Udana Vayu là luồng gió đi lên nằm ở trong cổ họng của chúng ta với dòng chảy vòng quanh đầu và cổ, chi phối sự giao tiếp và sự phát triển tinh tế và sự thể hiện bản thân. Cuối cùng là Samana Vayu, đây là ngọn gió cân bằng với tác động hướng tâm lên đến lỗ rốn. Và ngọn gió này thì điều khiển quá trình tiêu hóa và đồng hóa các chất như là thức ăn này, không khí, các trải nghiệm, các cảm xúc và các suy nghĩ. Thú vị ha. Chúng ta trên phương diện là những người luyện tập yoga, còn gọi là những yogi, chúng ta thực hành những cái bài tập này với mục đích đó chính là hợp nhất các Vayu lại với nhau, các ngọn gió này lại với nhau, đặc biệt là cái ngọn gió Prana và Apana. Nó nằm ở ngay trên kênh Susunanadi, là cái kênh mà đưa các nguồn năng lượng chạy dọc theo cái cuộc sống của chúng ta, một kênh năng lượng chính của cơ thể. Thì kết quả mà chúng ta muốn hướng đến, mục đích mà chúng ta muốn hướng đến khi mà luyện tập những cái sự hợp nhất này, đó chính là muốn đạt đến sự tiến hóa của ý thức. Kết quả này sẽ giúp chúng ta đưa chúng ta đến gần hơn với trạng thái samadhi, hay còn gọi là trạng thái giác ngộ. Ồ, trạng thái samadhi này cũng tìm hiểu về nó cũng rất là thú vị. Các bạn có thể tra thêm, hoặc là ngày nào đó mình sẽ làm thêm một podcast nho nhỏ để chia sẻ những gì mà mình biết về trạng thái này nhá. Vừa rồi thì chúng ta đã nói rất là nhiều về lý thuyết của yoga giải thích về nguồn năng lượng sống chảy trong cơ thể của chúng ta. Tuy nhiên thì nó vẫn còn nằm ở cái mức lý thuyết hơi nhiều và có thể là nó sẽ hơi nhàm chán và trừu tượng một chút xíu. Cho nên bây giờ mình sẽ nói sâu hơn một chút về sự liên hệ giữa prana và phong cách sống hàng ngày của chúng ta nha. Lối sống của chúng ta hoặc là cái phong cách sống mà chúng ta chọn có ảnh hưởng và có tác động sâu sắc đến prana. Nói kỹ hơn thì các hoạt động thể chất mà bạn lựa chọn như là tập thể dục này, cách bạn làm việc này, cách bạn ăn uống, ngủ nghỉ và quan hệ tình dục đều ảnh hưởng đến sự phân bổ và luân chuyển prana trong cơ thể của các bạn. Hơn nữa, các hoạt động, các khía cạnh của tâm trí, chẳng hạn như là cảm xúc của bạn này, suy nghĩ của bạn và trí tưởng tượng còn ảnh hưởng nhiều hơn nữa, tác động nhiều hơn nữa đến prana trong cơ thể. Sự bất thường trong lối sống, chế độ ăn kiêng và căng thẳng sẽ làm cạn kiệt và cản trở dòng chảy prana. Điều này dẫn đến việc mà mọi người cảm thấy như là bị rút cạn năng lượng. Sự cạn kiệt của năng lượng trong một prana cụ thể dẫn đến sự tiêu hao năng lượng của các cơ quan và các chi của nó chi phối, và cuối cùng là sẽ dẫn đến bệnh tật hoặc
hoặc là rối loạn chức năng trao đổi chất. Việc luyện tập pranayama được cho là phương pháp đảo ngược quá trình này, cung cấp năng lượng và cân bằng cho các prana khác nhau hay các ngọn gió khác nhau giống như là mình nói ở trên á. Về cơ bản thì kỹ thuật pranayama cũng chính là kỹ thuật thực hành thở. Hơi thở là quá trình sống quan trọng nhất của cơ thể. Nó ảnh hưởng tới hoạt động của từng tế bào và quan trọng nhất là sự liên kết mật thiết với hoạt động của não bộ. Hơi thở liên quan mật thiết đến các khía cạnh trải nghiệm của con người đối với môi trường xung quanh. Thế nhưng mà không phải ai cũng thở đúng, hay nói cách khác là không phải ai cũng sử dụng hết cái khả năng thở của phổi. Họ phần lớn chỉ sử dụng một phần nhỏ của phổi trong việc thở thôi. Hệ quả của nó là hơi thở của chúng ta bị nông hơn, cơ thể cũng bị tước đoạt đi lượng oxy và prana thiết yếu để giúp nó duy trì sức khỏe. Về việc tập luyện prana như thế nào thì có thể là về sau mình sẽ làm một video để hướng dẫn các bạn một số những bài tập luyện pranayama cơ bản và các kỹ thuật thực hiện chúng. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ nói về lý thuyết và các ví dụ để nêu ra sự quan trọng của việc thở đối với cơ thể của chúng ta thôi nhé. Một số những kỹ thuật pranayama sẽ giúp chúng ta có được cái thói quen thở tốt hơn. Thêm vào nữa là chúng sẽ giúp chúng ta tập trung vào cái việc thở hơn. Cái điều mà thường là chúng ta quên mất khi bị cuốn đi bởi thế giới xung quanh. Do đó chúng ta sẽ có thể phát triển cái sự nhạy cảm của bản thân mình, của cơ thể mình đối với quá trình hô hấp và trau dồi thêm, củng cố thêm cái sức khỏe của khoang phổi, tăng các cơ của khoang phổi lên, tăng khả năng thở và giúp chúng ta chuẩn bị làm nóng để thực hiện các động tác pranayama khó hơn. Việc chúng ta hô hấp nhịp nhàng, sâu và chậm sẽ kích thích chúng ta bình tĩnh, thư giãn và tăng cái nội dung, tăng cái trạng thái yên bình của tâm trí. Ngược lại thì nếu mà chúng ta thở không đều thì cái nhịp thở của chúng ta sẽ phá vỡ nhịp điệu của não bộ và dẫn đến thể chất và khối cảm xúc tinh thần cũng sẽ bất ổn theo. Và đương nhiên thì những điều này sẽ dẫn đến sự xung đột ở bên trong, sự mất cân bằng dẫn đến lối sống bị rối loạn, cái nhịp sống của chúng ta bị rối loạn và cuối cùng mang đến bệnh tật cho cơ thể, cho cảm xúc, cho tâm hồn của chúng ta. Trang thì Trang để ý khi mà Trang đi học ấy, thì các thầy cô hay cho một số những cái bài pranayama vào đầu giờ thiền để có thể thiết lập lại cái hơi thở đều đặn của mình và phá vỡ được cái chu kỳ tiêu cực, cái trạng thái tiêu cực có thể mình đối diện cả một ngày và đảo ngược tình trạng suy nhược và cái tiến trình của nó. Thì nó là cái việc mà mình áp dụng trong một buổi tập. Đương nhiên là nó cũng đúng với cái cuộc sống của chúng ta, với cái nhịp sống của chúng ta hàng ngày. Và pranayama chính là thiết lập, là giải pháp cho chúng ta, cho hơi thở của chúng ta. Nó giúp cho chúng ta kiểm soát hơi thở và thiết lập lại nhịp điệu tự nhiên, thoải mái cho cơ thể và lý trí của chúng ta. Mặc dù nhá, hơi thở chủ yếu là một quá trình vô thức thôi, mình không nghĩ nhiều về nó. Thường mình hoạt động, mình sẽ quên mất cái việc thở của mình đi, đúng không? Thì cái việc mà kiểm soát có ý thức về nó có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Tác dụng của nó, cái tác động của nó là gì? Nó tạo thành một cái khối liên kết giữa cái khu vực ý thức và cái khu vực vô thức của chúng ta. Bởi vì nhiều khi chúng ta quên thở, thế nên là chúng ta thở một cách vô thức, chúng ta không chăm sóc cho nó. Tuy nhiên thì với pranayama chúng ta hoàn toàn có thể tái thiết lập lại một cách ý thức nhịp thở của chúng ta để tạo cầu nối giữa các neuron thần kinh, tạo những cái cầu nối mới, thì chúng ta chuyển dần cái sự ý thức đó thành vô thức qua các bài tập pranayama. Thông qua việc thực hành pranayama này thì năng lượng bị mắc kẹt
trong các mô thần kinh vô thức rối loạn của cơ thể thể được giải thoát và sử dụng tốt hơn cho những cái hoạt động sáng tạo và vui tươi hơn. Hít thở mang theo năng lượng sống, và đương nhiên nếu đã mang theo năng lượng sống thì nó cũng sẽ tác động đến tuổi thọ của chúng ta, đúng không nào? Chất lượng của cuộc sống, độ dài của cuộc sống đều được quy định bởi nhịp điệu hô hấp. Các thiền sinh cổ đại đã nghiên cứu ra bản chất của nó rất chi tiết. Họ nhận thấy rằng những động vật mà có nhịp thở chậm như là chăn hoặc là voi và rùa thì có tuổi thọ cao, trong khi những loài mà có nhịp thở nhanh như là chim này, rồi chó này, thỏ này thì chỉ sống được vài năm thôi. Và từ cái sự quan sát này thì họ nhận ra được tầm quan trọng của việc thở chậm đối với việc tăng tuổi thọ của con người. Những người mà thở gấp, thở nhanh thì tuổi thọ của họ sẽ không có được dài giống như là những người mà có khả năng thở chậm và đều đặn. Về mặt thể chất thì điều này cũng là do hô hấp liên quan trực tiếp đến tim, nhịp thở chậm giúp tim của chúng ta khỏe hơn và được nuôi dưỡng tốt hơn. Nhờ đó mà cuộc sống, tuổi thọ của chúng ta được tăng lên. Hít thở sâu sẽ làm cho sự hấp thụ năng lượng được gia tăng. Và khi được tăng cường năng lượng thì chúng ta sẽ dồi dào sinh lực và hạnh phúc hơn. Con người ngoài việc hướng đến những nhu cầu vật chất, vị thế xã hội ở trong thế giới vật chất ngoài kia, thì việc đưa tâm hồn đến một tầng khác, tầng cao hơn ở thế giới tâm linh cũng là một chuyện mà rất nhiều người theo đuổi, trong đó có mình. Và pranayama cũng chính là một phương pháp mà được cho là có thể đưa tâm hồn của chúng ta đến với nhận thức cao hơn. Thực hành pranayama thiết lập cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh bằng cách là loại bỏ các tắc nghẽn trong quá trình lưu thông prana của cơ thể, cho phép chúng ta tăng khả năng hấp thụ và lưu giữ prana, hay còn gọi là năng lượng sống. Đối với những người có thiên hướng tâm linh, họ có nhu cầu tìm kiếm tâm linh thì họ mong cầu một trạng thái bình yên trong tâm trí như là một cái khúc dạo đầu cần thiết cho việc thực hành tâm linh của họ. Và để đạt được cái mục đích này thì nhiều kỹ thuật pranayama được sử dụng, ví dụ như là kỹ thuật kumbhaka được sử dụng trong việc giữ hơi thở để thiết lập sự kiểm soát dòng chảy của prana này, và để làm dịu được tâm trí và sự kiểm soát quá trình suy nghĩ của tâm trí của bộ não chúng ta. Một khi mà tâm trí đã tĩnh lặng rồi thì các năng lượng sống sẽ tự do chảy vào nadis và các cuộn luân xa. Nadis chính là các kênh mà năng lượng prana chảy qua. Một khi những điều đó xảy ra thì cánh cửa của sự tiến hóa ý thức sẽ mở ra, đưa người khao khát vào các chiều cao lớn hơn của sự trải nghiệm tâm linh. Thật là kỳ diệu đúng không các bạn? Trong cuốn Khoa học của Pranayama, Swami Sivananda đã viết là có một mối liên hệ mật thiết giữa hơi thở, các dòng thần kinh và sự kiểm soát của prana bên trong, hoặc chúng ta có thể gọi là các năng lượng sống. Prana trở nên hữu hình trên bình diện vật chất, nó chính là chuyển động và hành động. Trên bình diện về tinh thần, nó chính là những suy nghĩ. Pranayama chính là phương tiện mà các yogi cố gắng thực hành để nhận ra sự tồn tại bên trong cơ thể của mình là cả một bản chất vũ trụ. Và đây là sự cố gắng để đạt được đến sự hoàn hảo bằng cách đạt được tất cả sức mạnh của vũ trụ. Nếu các bạn còn mới đối với pranayama thì các bạn có thể tham khảo một bài TED Talk của tác giả Lucas Brockwood. Ông cũng là một giáo viên dạy yoga đó. Thì bài TED Talk đấy có tên là Change Your Breath, Change Your Life.
Bài TED Talk này thì nó khá là thú vị, và đặc biệt hơn là nó tổng kết pranayama thành 3 kiểu thở cơ bản dựa trên tác dụng của nó đối với cơ thể, như là tác dụng của những loại nước uống sau lên cơ thể của chúng ta: cà phê, rượu và nước. Phải nói thật rằng việc tập thở đối với mình đôi khi rất là nhàm chán, và thật thú vị khi mà ở trong cái buổi nói chuyện, buổi chia sẻ TED Talk này, Lucas Rockwood đã nói về việc tập thở của chúng ta. Mình sẽ trích đoạn ngắn ngắn ở đây nhá. Khi mà chúng ta đi vào trong bar thì mọi người thường có xu hướng là order đồ uống có cồn, chứ thường là không gọi nước đơn thuần, nước khoáng đơn thuần ha. Và tương tự như vậy thì khi mà chúng ta đi ăn sáng ở một nhà hàng thì chúng ta thường có xu hướng gọi cà phê. Tương tự khi mà bạn nhìn vào một bài tập hoặc bạn thực hiện một bài tập mà đang nổi tiếng, đang thịnh hành hiện giờ, thì nó thường là những cái bài tập nặng gây ra cái sự hứng thú, kích thích adrenaline tăng cao. Rồi các bạn thử tìm kiếm những bài tập thở hiện tại mà đang nổi tiếng hiện nay đi, thì nó cũng là những cái bài thở kích thích adrenaline tăng cao, những bài tập mà làm nóng cơ thể, tăng nhịp tim. Sự thật cho thấy rằng ở cuộc sống hiện đại, mọi người đều không có hứng thú nhiều với ha tha, và không có hứng thú nhiều với sự cân bằng yin yang, sự cân bằng giữa mặt trăng và mặt trời, sự cân bằng giữa ngày và đêm, bởi vì nó nhàm chán, đơn giản là như thế. Không ai muốn uống nước cả, họ muốn một cái gì đó kích thích như là whisky hoặc là cà phê. Không ai muốn cảm thấy điềm đạm, họ muốn luôn được dẫn trước, họ muốn làm cho cơ thể được khuấy động lên hoặc là làm cho cơ thể thiếp đi. Và thật khó để có thể khiến cho mọi người quay trở lại, trở nên hứng thú với con đường trung gian, con đường của sự cân bằng. Rất là khó để có thể hứng thú với việc trở nên tỉnh táo. Nhưng mà nó là một nơi mà rất đáng để chúng ta đấu tranh để đặt bản thân mình lại đúng vị trí cân bằng. Đặc biệt là trong khoảng thời gian dài, chúng ta không thể nào lúc nào cũng high hoặc là low được, đúng không? Nếu mà bạn dành hàng ngày để ở trong trạng thái cân bằng thì bạn sẽ tỉnh giấc với năng lượng tràn đầy để có thể bước ra khỏi giường, và bạn sẽ đi ngủ khi mà bạn cảm thấy mệt, thực sự mệt. Bạn sẽ ăn đồ ăn khi cảm thấy đói. Bạn sẽ tập thể dục và cảm thấy bản thân mình sống động hơn, khỏe mạnh hơn. Nó rất là thú vị và nó rất là tốt cho cơ thể của các bạn. Bạn sẽ có thêm nhiều động lực một cách tự nhiên hơn để làm những điều tốt cho cơ thể. Sự năng suất của bạn sẽ được tăng cao đỉnh của nó, và sự hài lòng về cuộc sống của bạn đương nhiên cũng tăng cao hơn. Các mối quan hệ, các giao tiếp cộng đồng, mọi thứ đều được tối ưu hóa. Và đó là một đoạn ngắn, một phần chia sẻ ngắn trong buổi nói chuyện của Lucas Rockwood ở chương trình TED Talk. Và để kết thúc cho podcast hơi dài dòng ngày hôm nay thì mình xin mượn lời của tiêu đề trong buổi chia sẻ của Lucas Rockwood, đó chính là Change your breath, change your life. Thay đổi hơi thở của bạn, thay đổi cuộc sống của bạn. Hơi thở rất quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Hơi thở mang đến sự sống cho cơ thể của chúng ta. Vì vậy hãy trân trọng nó. Chúc cho các bạn luyện tập thật tốt và cảm nhận được thật nhiều lợi ích mà hơi thở mang lại cho cơ thể của chúng ta. Podcast của mình hôm nay xin được khép lại tại đây. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong podcast tiếp theo. Namaste.